Hiện Thanh Hóa có gần 150.000 công nhân làm việc tại hơn 500 công ty doanh nghiệp, trong đó 25 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hầu hết lao động trong độ tuổi từ 15 đến 35 và đây cũng là đối tượng thường xuyên tiếp xúc với mạng xã hội. Thời gian vừa qua, không ít công nhân lao động đã nhận được các tin nhắn kích động của các phần tử xấu hoặc đọc được các bài viết xuyên tạc luận điệu chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước qua Internet. Đứng trước những luồng thông tin xấu độc ấy, phản đối, không đồng tình và không tin theo là suy nghĩ chung của rất nhiều công nhân. Thời gian gần đây thì tôi có đã từng đọc qua mạng xã hội những cái tin rất trái chiều, nhưng mà tôi nhìn diện lại rằng là những cái tin đấy không có căn cứ gì cả. Và tôi đã coi lại tin TV, bản thân tôi không tham gia và ủng hộ những cái hoạt động đấy. Trong thời gian vừa giờ thì qua mạng xã hội trên Facebook thì nhận thấy là có nhiều nội dung về dự thảo và thành lập ba đợt khu kinh tế thì có khá nhiều nội dung xuyên tạc và một số người dân đã bị lôi kéo dụ dỗ tham gia biểu tình rồi phá hoại tài sản công cộng và của người dân. Như thế theo tôi là nó hành động không được tốt, nó gây bất ổn an ninh. Trước sự lan truyền của các thông tin xuyên tạc bóp méo sự thật trên mạng xã hội, tại Thanh Hóa, lãnh đạo các doanh nghiệp đều xác định nhiệm vụ tuyên truyền, ổn định tư tưởng cho công nhân người lao động phải được thực hiện song song với nhiệm vụ sản xuất, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Công ty chúng tôi thì cũng có những cái khuyến cáo, nhắc nhở đối với người lao động không nên bình luận, chia sẻ, comment những cái thông tin mà ảnh hưởng đến cái tình hình chính trị hiện tại. Đặc thù của công ty chúng tôi là thường xuyên có những cái hợp đồng với người nước ngoài, thì chúng tôi cũng quán triệt với người lao động để lại cho cái người đối tác có những cái hình ảnh tốt về người lao động. Có như thế thì công nhân chúng tôi mới có những cái điều kiện làm việc, có những cái thu nhập ổn định. Trên thực tế, các hoạt động đình công, ngừng lao động của một bộ phận công nhân, người dân khi tin theo những lời xúi dục vô căn cứ trên mạng xã hội sẽ để lại hậu quả không thể lường hết được. Bởi mối quan tâm đầu tiên của các nhà đầu tư chính là tình hình an ninh chính trị, xã hội ổn định của địa phương. Nếu yếu tố này không được đảm bảo, sức hút đầu tư của địa phương giảm, dẫn tới chính những người dân địa phương mất đi cơ hội việc làm. Do đó, ổn định tư tưởng, giữ vững lập trường, chủ động bài trừ các luồng thông tin xấu độc cũng là giải pháp quan trọng giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và cống hiến cho đất nước.